tra. Mình lại giới thiệu cho các bạn thêm cách thức sau khi phơi khô ở ngoài trời xong. Và trước mặt tôi là một mâm lá nó đã khô rồi. Khô, nó đã khô như thế này à, nhưng mà nó vẫn còn dai là các bạn, nó dai là chúng ta không có thể nào mà vô bịch được, hiểu không? Nó cồn, nó to quá, cho nên nếu ở quê nhà thì nó nắng tốt, làm cho nó giòn thật giòn lên như là bánh tráng vậy đó. Để làm được điều đó thì tôi trước sau tôi làm một cái lò, đây là cái lò này. Cái lò nướng thì lấy cái này ra nha, cái lò nướng tôi nhớ thì cái lò nướng luôn. Có cái gì thắc mắc xin bạn nhớ viên thư gửi về cho tôi để biết thêm. Còn chị bệnh gì nữa, tôi không phải là bác sĩ hay là nha khoa hay là y sĩ, nhưng tôi là người nhân chứng đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Hiểm nghèo ở đây có thể là chữ được, chứ không có nổi mà nó ác ý. Và có những người tôi đã nhìn thấy trên YouTube, có những người đã ác ý cái bệnh, ác ý mà người ta còn không chịu nổi, người ta còn chịu được. Đó là gì? Là cái rễ của thằng này, rễ của thằng này, rễ của thằng này rất là độc, chỉ độc. Cho nên mình đã nhìn thấy được, mình đã nghe được những cái gì người đó đã chỉ và đã hướng dẫn. Mà nếu các bạn thiếu hoặc cần thiết, xin liên hệ tôi rất là nhiều, rất là vô số. Nó như thế nào? Xin liên hệ với đây. Nhớ xin liên hệ đây. Tôi sẽ gửi về nha. Và đây tôi cũng xin giới thiệu đây là cái lò của tôi, và đây là cái giấy bạc, lót giấy bạc để nó khỏi dơ khỏi gì. Và đây là một cái giấy để trong lò nóng 100 độ, nó không bị cháy, không bị cháy như các bạn. Chắc lát nữa tôi cho các bạn xem làm sao. Bây giờ cách thức nó như thế nào thì các bạn nhìn xem. Tôi sẽ lấy cái này bỏ vào đây là bây giờ nó dai quá, nó dai để trở thành bột chúng ta dùng nước để uống. Thì chúng ta không phải sau khi ngoài trời khô rồi bỏ dưới khe lờ, dưới lò gas, nhưng mà nó vẫn dai, nó vẫn còn dai, cho nên chúng ta để làm thành bột giòn tan như là bánh tráng. Thì để bỏ vô bịch cho nó dễ dàng hơn thì chúng ta bỏ cái này vào đây, cho nó vào đây, cho này vào đây vừa đủ thôi các bạn, chứ không nhiều quá nó lâu hoặc là khét, ở dưới nó bị khét, ở trên mà ở trên thì nó còn sống, nhưng mà dưới thì rụng rời tay chân hết, cho nên chúng ta cũng đừng có tham mà bỏ nhiều quá.
đừng có tham bỏ nhiều quá các bạn. Cho nên chúng ta vừa đủ rồi, tạm vừa đủ nha các bạn. Bây giờ chúng ta để vô cái lò này. Chúng ta để vào lò này, đẩy ra nè, đẩy vô lên. Bây giờ dùng hai tay bật điện ra, nha. Rồi, bây giờ chúng ta lên 100. Bạn muốn nhanh thì 100, 200, 150 cũng được, nhưng mà tôi làm 100 thôi. Để xem chừng sợ nó cháy các bạn. Nó cháy thành cho là không thể nào uống được. Rồi đó, 100 nha. Thì chờ tay vô bắt đầu nóng lên rồi nha. Chúng ta phải thăm trần thường xuyên, không thôi nó bị cháy thành tro là không được. Chúng ta phải kéo vô kéo ra dài vài giây, chúng ta lại vô kéo lại, chúng ta kéo ra thăm trần cho đến khi nào cái này nó giòn, sờ nó gòn, nó gãy, nó bể, nó gãy ra thì là chúng ta lấy được, và chúng ta sẽ đem vào cái máy sấy, dạ, máy sấy nhà mình đó, bắt đầu sấy nó thành bột, và chúng ta sẽ bỏ vào cái bịch lọc trà đó. Nhưng mà cái bịch lọc trà đó như thế nào thì tôi đây giới thiệu cho các bạn đấy nè. Kìa. Đây, cái hiệu nó như thế này đâu à. Thi phi giờ. Cái loại đó là 100 cái nha. Chỗ này 100 cái. Nhớ. 100 cái. Vì cái này nó cũng cỡ 3 ngón tay vậy. Đấy dài cái đây. Luôn tiện đây giới thiệu luôn. Đây, những cái gì mà mình làm được để dành mình uống. Ngày qua mình có làm một mớ gì ha, mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta phải đóng này vô. Chờ đó. Nên nhớ các bạn, cái này ở Đức. Cái này là phải ở Đức. Cái lọc này rất là tốt. Lọc cá bụi luôn. Lọc cá bụi. Chúng ta đổ mà. Chúng ta dùng cái này ha. Đây là tôi hàng ngày tôi vẫn uống cái này ha. Đây là nước tôi uống ha. Tôi rót cho các bạn uống xem thử nha, xem thử cái này nó ra sao. Nó không có khác gì là cái trà của mình. Chào bạn ha, tôi uống nè. Rồi, đây, nó không khác gì lá trà mà. Đó. Mỗi buổi sáng,
Bạn lấy một bịch này bỏ vô vào đây và đổ nước nóng vào là ok hả? Thì bắt đầu tôi uống nó là nha hả? Yeah. Từ cái lá này nha và tôi uống. Cái này xay xong rồi á, bạn xay xong rồi uống cảm nhận uống nó như thế nào? Nó hơi vị ngọt một tí xíu, hơi thôi chứ không có ngọt, nhưng mà lạc như nước lã vậy đó. Cảm thấy không cần phải bỏ đường, không cần phải bỏ muối gì hết, không cần. Bạn cứ làm, nếu mà trường hợp qua 2 tuần, tôi chỉ uống 2 tuần thôi, tôi đi toilet mỗi ngày vào buổi sáng và tôi nhìn cái phân cảm thấy là rất là tốt các bạn, rất là tốt. Sau 2 tuần tôi không nói dốc ha, không nói dốc. Còn những cái tác dụng gì nữa, trong đây nó còn nhiều tác dụng lắm, trong cái nước này còn nhiều tác dụng lắm. Nên Nguyễn gạch ngang cái YouTube hôm nay ra là trong những cái video của tôi đã chia sẻ cái gốc ở cái dưới khai giải, ở dưới khai lời của tôi thì chia sẻ rồi. Còn hôm nay các bạn muốn biết nó như thế nào, còn nhiều tác dụng nữa như thế nào, tôi là người nhân chứng đang điều trị cái này, đang điều trị cái đường ruột của tôi. Và đây, đợi một tí xíu và xin giới thiệu, đây là hồ sơ bệnh tình của tôi nha. Giấy ốm nè, giấy ốm nè, giấy ốm nè, toàn là giấy ốm không các bạn. Đấy, đây giấy ốm tôi đó, đây giấy ốm nè, giấy ốm của bác sĩ ký rồi. Còn tôi sau khi mà chụp X-quang rồi, bạn có nhìn thấy không? Đây, trứng trắng này ha, và nó có lan từ ở dưới trên rồi này nha. À, bạn nhìn thấy từ đây nó lan lên tới đây, ha. Xấu lắm các bạn. Nhưng mà hôm nay tôi nói thì tôi không nằm, nhưng mà tôi chia sẻ cho các bạn bệnh tình của tôi như thế nào. Đốm trắng nè, dưới đường ruột nè. Đây, sau khi chụp X-quang rồi là nó như thế này đây. Chụp vô gì và chụp ngang gì nó như thế đó. Còn nhiều tác dụng nữa, xin gửi cho nhau về. Bây giờ tôi phải tâm trình nó như các bạn. Bây giờ bạn phải dùng cái gì nóng quá bạn, nóng quá. Bây giờ tôi lấy cái kềm này kéo nó ra, chúng ta thăm trình nó hơi thôi, chúng ta đảo nó lên, chúng ta phải đảo nó lên, dùng tay đảo nó lên, nó chưa giòn. Nó chưa giòn rồi á, cho nên chúng ta tách rời, tại nó dài đó, cái khúc này nó dài khoảng như đây rồi, cho nên chúng ta phải tách rời nó ra cho nó nhanh khô ấy. Rồi chúng ta đã đẩy vô lại lần nữa, chúng ta đóng lại lần nữa hả? À, tôi là người nhân chứng đang điều trị cái căn bệnh này.
Đó, bây giờ tôi uống nữa các bạn xem. Không sao cả. Tôi uống vô. Tôi ăn ngày hai bữa cơm. Bây giờ tôi ăn ngày được cơm. Tôi ăn cơm, rồi tôi ăn canh. Nói chung là tôi nói trước ống kính hôm nay là tôi khỏe. Ha. Đây. Tôi mới vừa lấy máu ngày hôm nay vậy. Ha. Phải nói là rút chỉ còn một tháng. Còn những cái tác dụng gì? Xin. Một đêm thôi, tôi đi cầu 3 lần, 4 lần toàn là máu. 3 ngày sau tôi đi bác sĩ là đưa tôi nằm bệnh viện. Xin chuyển lời hết tất cả anh chị em 50, 60, 55, 70. Hãy cùng tôi tham khảo bệnh tình của tôi như thế nào. Tiếp theo là gì? Còn những gốc rễ nó ra sao? Và ở đâu? Tiếp theo thì sao nhá? Xin chào.